5 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn phường Dương Đông, chợ Bà Đến. Cái này 60, cái này 80. Cái này có sáng nay mà mình vô lá bứa đi chợ cả nhà, bỏ cho bà con ở dưới chợ người ta bán. Xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem video. Chúc cả nhà mình có một ngày thật là nhiều sức khỏe nha. Sáng nay hai cha con đi chợ bán lá bứa cả nhà, đi chợ Dân Đông bán lá bứa. Sáng nay lấy được 2 mối cả nhà, một mối 5kg và một mối 6kg. Giờ bắt đầu đi nha. Con cũng không có biết nữa. Coi nữa. Bữa nay ngày 20 tây tháng 8 nha cả nhà. Quang cảnh đường phố ở Phú Quốc cả nhà ơi. Khu vực chợ Bến Tràm nha cả nhà. Bắt đầu từ khu vực nhà máy nước nè. Đây, phía bên tay phải là nhà máy nước. Nhà máy nước đó cung cấp nước cho khu vực ở phường Dương Đông mình. Chợ sớm hơn hôm qua. Quang đi 6 giờ rưỡi rồi.
đây phải là lên đường Cách Mạng Tháng 8. Đường Cách Mạng Tháng 8 thì dẫn ra đến được chợ Bà Đến luôn. Rất là lớn, tạm thời đóng cửa. Ngay ngã ba này có một cái quán nhà xưa 68 nè cả nhà, nổi tiếng lắm. Đây, bên phía tay trái nè. Thank you.
kia cho. Xíu nữa mình đi bỏ lá bứa xong rồi sẽ chạy qua chợ Bà Đến nha. Bây giờ không đi chợ Bà Đến. Trước mình đứng ở trên đường đi xuống cầu đó để quay dọn đồ qua chuẩn bị xíu nữa bán. Chợ giờ này cũng bà con cũng chưa có đi đông lắm. Chủ yếu là bà con mình bán giờ dọn đồ ra cả nhà. Bày ra xíu nữa bà con mình vô chợ thì mua. Lá bứa nè cô ơi, 5kg e là 6kg lá bứa. Bọc này 5,5kg lận. Bọc này 5,5kg lận, bọc đó 6kg. Bọc rồi. Ủa mảnh lên nó lấy nhiêu, lấy mảnh cân cảm tiền luôn coi. Bên kia bên đó hả? Ừ. Dạ. Bỏ này lên con. Hay. Lá bứa mình trời.
3 kg nè, anh tách giùm em coi. Để anh đem vô cho. Đủ 3 kg, để đó luôn đi, sắp đâu nữa. Này 5 kg rưỡi lận anh. Anh này lấy 3 kg. Rồi con cảm ơn nha cô. Năm bữa rồi mới sắp ra dùm cho anh mà. Cô ơi, còn như đây lấy hết luôn hả sao con? Mấy à? Dạ. Dạ dạ dạ. Không được, cột lại em con cái nha. Giờ nó làm gắn vàng, giờ nó làm cái dặn cho anh đó. Dạ. Thì ghé hỏi đi, bỏ thôi. Bên kia kìa chị, ở đầu đằng kia. Đây là búa không chị? Rồi gần như 2 kg luôn. Sắp 2 cá nhồng tùm áo lá bứa chị ơi. Quay đó. Dạ em quay rau. Dạ em quay rau. Quay lá bứa 6 kg. Dạ 6 kg đó chị. Cá ngát. Dạ. Cá này về kho tương ăn rất là ngon. Cá sống mà. Cá còn sống luôn nè. Bên đây là rồi, em cảm ơn nha. Đi, chào bà đến.
rớt đồ rồi cô ơi. Mình sẽ đi vô chợ và đến mua cá nha. Cảnh vô chợ đây. Cam bánh tay yến. Tới năm em ơi. Bánh tay yến bán sao vậy cô? 5.000 cái thôi. Bán cho con 2 cái đi. Nha, con xíu con gan lấy nha. Dạ, con mua bánh tay yến con ăn rồi. Để bữa khác con ủng hộ. Mua cái gì? Vô chợ mua cá. Mua bạc đen. Nhiêu ký cô? 35.000. Cho cô về cái nhân nha. Mấy ký cô? Cái này 60. Cái này 80. Cái này có hương. Cá rốc hương. Dạ. Cá ngân 60 có mua đi chị. Ăn cá ngân đi. Ăn con 1 ký cá ngân. Chị có mua gấp giùm em đi. 60. 60. Mấy ký? Dạ 1 ký thôi cô. Dạ. Bữa nay con ăn cá anh ăn. Bữa sau con ủng hộ nha. Dạ con ăn cá. Bữa sau con vô con ủng hộ cho. Nay có gì bán là bán. Rồi bên đây bán cá ngừ. Đang nói chuyện bên đây. Dạ. Hẻm 135 đường Trần Phú, khu phố 6, thị trấn phường Dương Đông, chợ Bà Đến. Sáng ngày 19 tháng 8, ngày 20 chứ. Sáng ngày 20 tháng 8. Cô bán bánh nướng không à, lên cho người ta biết, người ta lại tao ủng hộ. Đây là đi ngược lại, tiếng
Đây là đường Cách Mạng tháng 8 nè cả nhà. Bây giờ mua đây là chợ Bà Đến.